chợ. Một số anh em sử dụng các dòng Android TV của Sony mới trong năm 2022 như model kích cỡ 32 inch mà chưa có thẻ phản chiếu màn hình từ điện thoại iPhone lên với cái ký hiệu 32W830K thì sẽ phải làm cái bước cập nhật phần mềm hệ thống như vậy. Đấy thì để có thể thao tác được cái cập nhật này thì mọi người sẽ làm theo một số bước như sau. Đối với các dòng Android TV của Sony trong năm 2022, từ mã hàng W830K 32 inch hoặc là X75K mà mọi người dùng không có tính năng Apple AirPlay 2, tính năng là trình chiếu truyền màn hình từ điện thoại iPhone đấy, lên cái màn hình của TV thì mọi người sẽ cần phải cập nhật cái bản phần mềm. Để có thể cập nhật được cái bản phần mềm thì mọi người lưu ý là sẽ cần phải cập nhật và tiến hành nâng cấp cái hệ điều hành, cái phần mềm của cái dòng TV này. Thì để có thể cập nhật được phần mềm thì mọi người sẽ tiến hành truy cập vào phần cài đặt. Trong mục cài đặt nó sẽ có mục hệ thống. Tại mục hệ thống thì sẽ có mục giới thiệu. Tại mục giới thiệu thì có bản cập nhật hệ thống. Thì tại đây sẽ tiến hành kiểm tra cái bản cập nhật mới nhất. Đấy. Thì cái mã hàng TV 32 inch với cái ký hiệu là 32W830K này chưa có tính năng trình chiếu từ điện thoại lên TV, từ điện thoại iPhone lên TV, nên là sẽ tiến hành kiểm tra cập nhật. Thì sau cái quá trình cập nhật hệ thống này, đấy, tùy vào cái tốc độ mạng, tốc độ đường truyền thì nó sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Thì sau khi tải xong 0.98GB này thì mọi người có thể cập nhật nó lên và TV có thêm cái tính năng trình chiếu từ điện thoại iPhone, đấy, màn hình của iPad, MacBook các thứ lên màn hình của TV này. Thì bây giờ thì sẽ chờ một chút các bạn nhé. Sau khi cập nhật xong thì sẽ tiến hành khởi động lại. Đấy, mọi người cho khởi động lại. Khi mà khởi động xong thì có thể sử dụng được cái tính năng phản chiếu Apple AirPlay 2 từ màn hình điện thoại iPhone lên cái mã hàng W830K này. Đấy, thì em sẽ có clip review đánh giá chi tiết cái mã hàng kích cỡ màn hình 32 inch, có điều khiển thông minh, tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt, chạy hoạt hành Android 11 và có cả giao diện Google TV để mọi người xem. Đấy. Cái quá trình cập nhật hệ thống Android đang xử lý sẽ rất là nhanh. Đấy, chỉ mất cái khoảng thời gian là nó tải xuống thôi. Còn TV nó cập nhật thì chỉ mất độ khoảng vài phút. Đấy, khởi động lại logo Sony này. Mọi người chờ nó cài đặt bản cập nhật hệ thống. Những chiếc TV mới về nếu mà mọi người không cập nhật như vậy thì sẽ không thể dùng được cái tính năng đó. Giao diện Google TV. Sau khi cập nhật xong thì nó sẽ khởi động lại như vậy. Và lúc này 32W830K đã chạy hiệu hành Android mới nhất rồi. Với cái hệ điều hành Android mới này thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng tất cả những tính năng hiện đại nhất của Sony. Đấy, chẳng hạn như trình chiếu màn hình. Đấy, mọi người vào cài đặt này. Mọi người vào cài đặt kiểm tra trong mục hệ thống. Kiểm tra trong mục hệ thống. Kéo xuôi phần bên dưới. Đấy, mọi người đã nhìn thấy Apple AirPlay và HomeKit chưa ạ? TV nó đã có cái tính năng này rồi. Đấy thì rất là đơn thuần là sử dụng điện thoại iPhone để có thể trình chiếu được nội dung. Đây là một chiếc điện thoại iPhone này. Đấy, bây giờ em sẽ thử trình chiếu nội dung lên nhé. Đấy, phản chiếu nội dung lên. Đấy, mọi người nhìn thấy Bravia U3 chưa ạ? Đấy, không phải con này, con dưới. Đấy. Open Bright Rossi này. Chính sách bản quyền riêng tư, mọi người cập nhật nó, đồng ý. Đấy, bây giờ gõ 8576. Ok.